mình cứ nhặt cái cây bưởi diễn là túi bóng trắng, bưởi đường là túi bóng xanh. Người xuống trước này không sao, tức là cái ông mà 35 cây để cho ông cái sau cùng xuống trước, sau đấy là mấy cái ông kia, mà mỗi ông thì lại có cả 3 loại. Thế à? Vâng, thế nó mới khó. Cái thế thì cái bưởi, ừ thế thôi được rồi. Cái tam hồng, cái tam hồng thì đánh sao? Đây là các bác khách hàng ở Nam Định. Diễn này, diễn bắt đầu đây của ông 25 cây đi trên, diễn của tôi bắt đầu từ 3 này, 5 này. Thì cho anh ấy xếp được đấy, nó thoải mái vào xe này thì diễn là bầu trắng nhá. Ờ, cứ nhớ là diễn túi trắng. Bên đấy là bán hết rồi đấy. Bên này mới gọi nhiều, trong này nhiều lắm. Còn loại bưởi kia là đang ở nhà văn hóa. Vâng, thì cái đấy là tí nữa đỗ xe nhà văn hóa và cháu ăn bưởi. Ăn bưởi quả xong uống nước, xong thì ra thì bốc nốt. Thời tiết quá đẹp, trồng cây không chột một tí nào. Nay đi vậy là tốt rồi, may mắn rồi. May mắn rồi, đẹp. Ừ. Đấy cháu đánh, thế là coi như là vừa đến xong là cháu đánh còn đúng 10 cây nữa nè. Và uống nước xong là ra là quá chuẩn. Vâng. Đây cháu còn gửi lên tận Yên Bái đây này. Đây còn cả khách ở Yên Bái đấy chứ. Đúng 15 cây chưa? Đúng 15 cây rồi. Đấy còn 5 cây của ông Hồng đấy là phải không? Còn 5 cây của ông Hồng đấy. Ông Hồng bởi đường ông có 5 cây kìa. 5 cây, cây mấy cây chứ? Đấy còn này này. Đúng 15 cây chưa? Thôi đây hết đây. Còn tam hồng có... Tam hồng tí nữa tập kết sau ở ngoài cũng được mà. Tam hồng có 5 cây thôi, nhưng mà để sau. Tam hồng tập kết ở ngoài. Đâu cho lên đi nhanh chưa? Bây giờ còn bưởi diễn bao nhiêu? Giờ còn bưởi, giờ bắt đầu bưởi diễn của ông Hồng nhá. Là 25 cây. Cây này về mà như nhà cháu ở vườn đây còn để được quả ấy. Đếm đi nhá, về nhà thiếu là mất quyền lợi nhá. Thiếu là cứ bắt đền anh lái xe. Thiếu là bắt đền anh lái xe. Cây quá đẹp luôn, đẹp thời tiết trồng cũng đẹp. Ngày nào cũng mấy trăm cây này còn hơn tập tạ. Vâng, vợ cháu nó xách 4 cây này một tay luôn đấy. Nó chỉ bé hơn con voi con ở bản đôn tí thôi. Ông Hồng này thì tôi chú thì chú còn đi lấy con bò ông Hồng nên là giáo viên về hưu. Vâng. Thuê hết đấy. Thuê hết. Của ông bây giờ 2,2 sào nên ông về ông nấp hết hơn 100 triệu tiền. Tiền đất. Đấy. Kỳ công vậy cơ phải không? Dọn cỏ dân tiếp vừa rồi cũng toàn thuê hết. Tức là nếu mà tính vào từng từng đấy tiền mà ăn bưởi là ăn đến đến hết đời. Không biết là đến bao nhiêu vụ thì về. Tương lai của con cái trong đúng này rồi, tất cả với tương lai không. Thế phải mình vậy? Vẫn mình vẫn thụ hưởng chứ, 2 năm sau là mình bắt đầu có cái vườn đẹp rồi.
nói cho Hà biết trước chú làm cái này này. Chú mới nghỉ mới hơn năm nay. Chú làm gì? Chú làm ở nhà máy sơn của dưới Hà Đông dưới kia rồi. À. Của sơn của Thái. 25 cây bác. Ừ, 25 cây. 25 cây này cơ mà. Vâng. Cây đấy nó đổ dựng lại. 13 cây thôi. 13. Đấy, thế là cái này 14 cái này. Cái kia chia tiền. Đấy, chùm chùm hoa đẹp đấy. Không để được, ở vườn nhà cháu thì còn để được. Chứ đánh đi là không để được. Nhảy lên nhảy xuống không? Không. Ừ, thế rồi bao nhiêu rồi? 19 rồi. 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đây 10 cây nữa kìa. Cháu còn mấy chục cây của khách khác mà. Đi Yên Bái mà. Yên Bái mà để cái cây này lại. Yên Bái để cái ý này. Thích nhất, Yên Bái thích nhất cái đấy. Cây đấy trồng cái có quả luôn. Mấy cái đẹp thì nó cũng thế. Tất cái đẹp. Đến tháng 6 nó ra một đợt nọc xuân nữa, một đợt nọc hè nữa. To đùng. Đây 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 đây. Thôi. Đây cây rồi. Hai cây. Đó. Năm đó. Đấy, cây cây rồi hồng được đấy, cây đấy nó như là tam đa ấy. Phúc nọc thọ đấy. Đấy là cây tài nộc đấy. Cây đấy cây dáng tài nộc đấy. Còn hai cây nữa, đấy là cây phát tài phát nộc đấy. Chào quý vị và bà con. Hôm nay là Hà Bình Ngon đang xuất cây giống vào thời tiết mưa phùn. Rất là đẹp cho khách hàng. Đây là những cây bưởi diễn xịn. Cây rất là đẹp, to bằng típ 27 rồi. Cây có hoa ở trong vườn rồi. Đấy, rất nhiều cây có hoa. Đây là xe rất đẹp, xe đẹp của sếp. Sếp mà cũng làm vườn đấy. Sếp bên Bộ Ngoại giao đấy, mà cũng có vườn, cũng khoái làm vườn đấy. Mình mà có xe này mình không dám chở. Mình chỉ dám chở người thôi, mình không dám chở cây. Nhưng mà các sếp là coi con xe nó như là vật ngoài thân, là nó phải phục vụ các sếp. Mình cũng thế, nhưng mình cũng thấy hơi sót. Xe đẹp. Nhưng mà cây của Hà Bưởi Ngon là cây quý, nên là nó sẽ ngồi từ xe tải, xe con cho đến máy bay nó đã ngồi rồi. Máy bay đi vào tận Cà Mau. Quý vị bà con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số máy 0968129996. Địa chỉ gần nhà văn hóa thôn 7, xã Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội. Cơ sở 1, cơ sở 2, sau nhà văn hóa xóm 3, thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Bà con có thể liên hệ với Hà Bưởi Ngon qua số Zalo dễ tương tác là 0968129996 trên Zalo và Facebook.